nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hèn yếu trước hành động xâm lược của Trung Cộng. Trong vòng hơn một tháng qua, kể từ khi Trung Cộng xâm phạm và quấy nhiễu tại khu vực bãi Tư Chính Việt Nam, có thể nói nhà cầm quyền Việt Nam đã thực hiện hành động và các kế hoạch biểu tình chống Trung Cộng của người dân trong nước. Vì trước đó, kể lại vụ tàu HD-981 xâm phạm vùng biển của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014, thì biểu tình đã nổ ra khắp nơi với hàng chục ngàn người tham dự, áp sát được tận đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội, thì vụ Bắc Kinh xâm phạm bãi Tư Chính lại không thấy người dân biểu tình. Chỉ có một vài cuộc biểu tình nhỏ và lẻ, nhưng sau đó lại bị đàn áp ngay lập tức. Chẳng hạn như vụ biểu tình nhỏ trước Tòa Đại sứ quán Trung Cộng ở Hà Nội, diễn ra vào ngày 6 tháng 8 vừa qua với khoảng chừng 10 người tham gia. Cuộc biểu tình của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ngày 8 tháng 8 cũng trước cửa Tòa lãnh sự quán Trung Cộng ở Sài Gòn cũng chỉ khoảng gần 10 người. Một cuộc biểu tình khác ở khu công nghiệp Tân Tạo cùng ngày với cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Bắc Kinh ở Hà Nội có chừng 5 người góp mặt. Như vậy, cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng xâm phạm bãi Tư Chính chỉ thu hút được khoảng chừng 25 người tham gia. Trước hết phải nói rằng những người biểu tình dù ít ỏi, nhưng cho thấy họ vô cùng can đảm và lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Nhưng con số đó cũng nói lên là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc đàn áp biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Tưởng nhắc lại một cuộc bố ráp bắt bớ người biểu tình của chính quyền Cộng sản ở Sài Gòn vào ngày 17 tháng 6 năm ngoái là một ví dụ, cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội thực sự đàn áp dân chủ, hèn yếu trước Trung Cộng.